Thế Tuấn này, cách đây khoảng 6 năm về trước Rồi. tôi có làm cái nhà mà thực sự là bao nhiêu tâm huyết vợ chồng làm ăn để làm một cái nhà rất là hoàn chỉnh, Rồi. Mà nó lại tọa lạc trên cái đường năm đó, Rồi. hướng lại quay về hướng Đông Nam. Rồi. Thế lúc bây giờ thì mình nó chỉ có một cái cách duy nhất như thế thôi, thì mình mua mình làm này, mình làm nó thành showroom nhà ở luôn. Rồi. Nó là một cái nhà đa năng mà. Rồi. Nhưng mà khi mà làm được một thời gian đầu thì cũng chẳng để ý đâu. Rồi. Sau đó thì họ bảo là mình tuổi của mình 1981 không hợp với cái hướng đấy. Rồi. Thì cứ thấy vợ chồng cãi nhau rồi là làm ăn thì mấy năm nay thì thấy nó khó, thì mình cứ nghĩ rằng là dịch rồi là suy thoái kinh tế. Rồi. Vậy thì hôm nay được gặp thầy đó là cái hữu duyên, thì muốn thầy cho biết là đó và cái biện pháp như thế nào để khắc phục được không, hay là phải chuyển nhà khác? Thực ra thì mỗi một tuổi chúng ta sẽ hợp với lại bốn hướng nhà khác nhau. Đấy, như tuổi của anh sẽ hợp với bốn hướng, trong đó cái hướng Đông Nam ấy, thực ra nó cũng là một cái hướng là hợp với cái tuổi của anh rồi. Đấy, tuy nhiên là trong một cái hướng tốt thì bao giờ Đông Bắc Đông Bắc đúng không? Nếu như Đông Bắc thì sẽ rất là xấu. Đông Bắc là cái hướng này nó rất là hao tiền. Đấy, bởi vì cái hướng Đông Bắc này nó không hợp với tuổi của anh, ngoài ra cả cái hướng này anh có thể cảm nhận được là tiền bạc làm ra nhưng không giữ được. Rất là hao tài. Tôi chết rồi. Mấy năm đầu thì thấy nó đang theo đà nào làm cũng được. Nhưng mấy năm nay thì từ ngày thì đấy là tôi cũng thấy nó cứ cứ như vậy, cứ nghĩ là kinh tế là như thế. Nó ảnh hưởng bởi phong thủy hướng nhà nhiều chứ. Bởi vì bản chất của mình, anh hình dung này. Đấy, bản chất của bộ môn phong thủy là nghiên cứu về khí. Đấy, khi anh ở trong một cái căn nhà, anh chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp bởi trường khí ở trong căn nhà và tác động ảnh hưởng lên mình. Anh có thể nhịn ăn 3 ngày vẫn sống đúng không? Nhịn uống 3 ngày vẫn sống, nhưng anh có nhịn thở 3 phút được không? Không. Rất khó, nên là cái khí ở đây nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhà mình mà bị những cái khí xấu vào ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp hệ thần kinh mình, làm cho mình ra những quyết định sai lầm, làm cho mình ở cái căn nhà mình rất là bực bội, nó gặp rất là nhiều vấn đề. Đúng là nỗ lực không bằng lựa chọn. Ừ. Thì những cái mỗi lần mình ra quyết định thì mình quả cứ bảo rằng là mình cảm xúc, đương nhiên là mình có cảm xúc thật, nhưng mà có phải là mình đó là cái do cái ấy mình đâu, mà đấy là chính là có một phần nào đó là do cái hướng nhà đúng không? Đúng rồi, nó ảnh hưởng nhiều nhỉ. Rất là nhiều thế vấn đề. Thế may quá, thế bây giờ là cái biện pháp khắc phục thì thầy trong trường hợp như này thì anh có thể sử dụng trong cái hổ phù, đặc biệt cái hướng nhà này. Tức là cái vật phẩm hổ phù là để chuyên đặc trị trong trường hợp hóa giải hướng nhà bị hao tiền hao tài như này. Treo ở chính giữa cửa ra. Thì ngoài ra thì cái này thì cần phải được khai quang và treo đúng theo ngày giờ và cái quy trình an vị cụ thể, nó rất là quan trọng. Thế thì cái này thầy giúp tôi đi. Rồi, cái này thật sự là chứ tôi không biết gì đâu. Vâng vâng. Mặc dù ở nhà thì cũng có bán hàng đồ thờ cho dân, nhưng mà mình trước nay là toàn là cứ đưa cho người ta vào làm thôi. Vâng. Thôi thỉnh thoảng có gì thầy giúp nhá. Vâng vâng. Vâng. Thầy giúp tôi. Rồi.